Bộ Chính trị, nhóm có sức mạnh hàng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 10 tháng Giêng ra quyết định cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, cũng là một ủy viên trong Bộ Chính trị, đồng thời là đương kim bí thư thành ủy của thủ đô Hà Nội, theo truyền thông trong nước. Ông Hải bị tố cáo có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty găng thép Thái Nguyên. Báo Việt Nam dẫn nội dung hội nghị của Bộ Chính trị xem xét việc kỷ luật ông Hải cho biết. Hội nghị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì xác định các lỗi cụ thể của ông Hải bao gồm thiếu trách nhiệm, không xem xét cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành, cho ý kiến không rõ ràng, không đúng hợp đồng, không đúng quy chế làm việc của chính phủ. Theo tìm hiểu của VOA, dự án có quy mô đầu tư 8.104 tỷ đồng được Vàng thép Thái Nguyên thực hiện từ năm 2008, nhưng sau gần 10 năm xây dựng, nhà máy rơi vào cảnh đắp chiếu cho tới nay, trong khi nhà thầu là tập đoàn luyện kim Trung Quốc đã bỏ dở dự án rút về nước. Ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng từ tháng 8 2007 tới tháng 4 2016. Sau đó ông giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội và cũng có chân trong Bộ Chính trị từ năm 2011 tới nay.